Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 152 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Ngược Về Minh Triều tập 152 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, gió đã ngừng, tuyết lại càng rơi lớn hơn, dày đặc che mắt người. Đây là trận tuyết lớn đầu mùa từ khi vào đông. Khi trận tuyết lớn rơi xuống, thời tiết cũng không lạnh lắm, ngược lại trở nên khá ấm áp. Dương Lăng thích thú hít luồng không khí trong lành, tháo lỏng dây lưng bạch hổ đắt tiền. Bội kiếm bên hông được thả lỏng, phần đuôi kiếm gõ lên yên ngựa kêu leng keng. Tuyết vừa rơi, người đi đường ít hẳn đi. Một số vách tính khép tay áo lại, rút cổ lại đi đi lại lại, vội vàng ở trên đường. Những người bán hàng rong mở bung rủ vẫn đang giao hàng ở đầu phố. Sắp sang năm mới rồi, có thể tranh thủ kiếm được thêm vài văn tiền cho vợ mua khúc vải mới, cho con cái mua một ít kẹo, thịt khô để ăn. Đây cũng là nguyện vọng và sự thỏa mãn lớn nhất của những tiểu dân thị thành này. Tuyết lớn như vậy, e rằng Chư Vương Quán hôm nay sẽ không tuyển chọn phò mã đâu. Dương Lăng bỗng nhiên không muốn đi nữa. Thời tiết như vậy rất thích hợp ngồi bên cửa sổ với ba năm tri kỷ, nấu rượu trên bếp lò bằng đất. Nếu có thêm vài miếng thịt dê vàng, bóng, béo ngậy, đó mới thật sự là thoải mái. Tới ngã tư đường, Dương Lăng lập tức kéo cương, do dự nên đi tìm Dương Thận, đi báo viên hay là đi phủ thành quốc công uống rượu, giết thời gian với vài vị vương hầu, hảo hữu đây. Đúng lúc này, đang đoang hai tiếng, đột nhiên hai món đồ, vậy mà không biết từ đâu phóng đến, xoay tít mù ở trên không trung. Đến khi hết lực phóng đi, hai món đồ trên không dần dần mất lực, song song rơi xuống đất. Bởi vì tuyết đầu mùa xốp, những món đồ này chưa bị vỡ tan tành. Dương Lăng ngưng mắt nhìn lại, lại là hai chén rượu thông thường. Dương Lăng trên danh nghĩa đã từ bỏ công chức, trở thành quốc công. Tuy nói, kiêm chức quy võ tướng quân, quản thúc mấy vạn thiết kỵ, ngoại tứ gia quân. Nhưng để tránh hiểm nghi, hắn xuất hành cũng không mang theo quân lính bảo vệ, chỉ mang theo gia tướng của mình. Những người này đều là dũng sĩ Ngô Kiệt tỉ mỉ chọn lựa ra cho hắn. Chẳng những huấn luyện nghiêm chỉnh, hơn nữa, phần lớn có một thân võ nghệ. Trong đó có một số là cao thủ xuất thân võ lâm thế gia, chiêu mộ tới. Vừa nghe cảnh báo, những người này lập tức bảo vệ Dương Lăng khắp nơi, đề phòng cảnh giác với các phương hướng bên ngoài, đề phòng có người lén bắn tên. Hai thị vệ thân thủ cao nhất là Hoa Biên và Hồng Tinh, theo thứ tự là cao thủ Bắc Phái Đàm Cước và Ưng Chảo Môn đầu nhập vào. Một chân của Hoa Biên có thể quét gãy khọc gỗ, Ưng Chảo Công của Hồng Tinh bẻ gãy gân cốt, cũng vô cùng cao. Ngoại ra công phu của hai người này đều luyện đến mức đỉnh cao, căn bản sẽ không xem loại công phu dùng lực khéo léo này vào mắt. Tai mắt của bọn họ linh hoạt, tìm được phương hướng ném chén rượu, lập tức phi thân xuống ngựa, song song lao thẳng tới tiểu điếm nhỏ đối diện ở trước mặt. Một tay Dương Lăng đặt bên hông, lặng lẽ nắm lấy cán hỏa thương, nhau mắt lại nhìn vào tiểu điếm nhỏ. Mặt trước của quán rất nhỏ, thêm vào tuyết lớn, mặc dù mở cửa lớn nhưng ở cửa cũng chỉ có một vị tiểu khách thản nhiên ngồi một mình ở đấy, tự rót tự uống. Quần áo đen tuyền, nước da như tuyết,
Mái tóc trên đỉnh đầu thả sau vai, trên trán buộc một dải lụa trắng. Đây là cách ăn mặc của một người giang hồ. Vòng eo mảnh khảnh, đường cong ở hai bầu ngực sữa kinh người. Khi ngồi nghiêng hiện ra nửa khuôn mặt xinh đẹp, tỏ rõ ràng nàng là một nữ nhân rất xinh đẹp. Nàng quay mặt ra, một đôi mắt trắng đen rõ ràng, ngũ quan xinh đẹp, tuyệt trần động lòng người. Cách một bức màn tuyết lờ mờ phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt Dương Lăng, thân hình Dương Lăng chấn động, lập tức quát: "Dừng tay!" Hoa Miên và Hồng Tinh đã tiến đến cửa, hai người một giỏi về tấn công ba nơi hiểm yếu phía dưới, một giỏi về tấn công ba nơi hiểm yếu phía trên. Nhìn thấy trong điếm chỉ là một nữ tử trẻ tuổi, hai người đang định đồng thời ra tay, vừa mới bắt giữ nàng, chợt nghe thấy câu nói của Quốc Công, hai người không khỏi ngẩn ra. Ánh mắt của Dương Lăng đăm đăm nhìn trong điếm, nữ tử áo đen không nhìn hắn nữa, nàng nhẹ nhàng quay đầu đi, chỉ lấy thêm một chén rượu từ trong mâm ra đặt ở đối diện. Đối diện không có ai, nàng kia lại nhấc bình lên rót đầy rượu, không coi ai ra gì. Trong lòng thấy khó hiểu, Dương Lăng lập tức xoay người xuống, từng bước tiến về phía tiểu điếm. Hoa Biên và Hồng Tinh vội vàng đi lên trước mà nói: "Quốc công gia." Dương Lăng thản nhiên cười lên tiếng: "À, đây là một người bạn cũ, các ngươi lôi ra đi." Dương Lăng đi nhanh vào điếm, đi đến đối diện nữ tử áo đen, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt nhìn vào nữ tử nói: "Chủ quán, mời ra ngoài một lát." Theo thanh âm cạch một tiếng, một thỏi bạc lớn bị ném lên quầy. Thủ pháp mặc dù không bằng được nàng kia, nhưng bất kể là lực cổ tay hay là kỹ xảo, rõ ràng cũng là người luyện qua công phu. Dung nhan lạnh nhạt như băng tuyết của nữ tử không khỏi khẽ động. Chủ quán vừa thấy chừng 10 lạng bạc, lập tức nhét vào trong tay, không nói nhiều lời liền lui ra ngoài. Lông mi của nữ tử đối diện buông xuống, lông mi tinh tế xinh đẹp che đi ánh mắt của nàng, đôi môi anh đào mím lại thành một đường: "Chỉ mong hôm nay từ biệt, từ nay về sau không hẹn gặp lại." Đây là lời ngày đó nàng đã nói, vì sao nàng lại chủ động tìm ta đây? Dò xét cẩn thận, phong sương dường như chưa để lại dấu vết trên dung nhan của nàng. Dung nhan vẫn xinh đẹp như bức tranh, chỉ có điều trong đôi mắt kia tràn ngập bàng hoàng, bất lực và yếu đuối. Khi bốn mắt nhìn nhau, chợt nổi lên một chút say mê, hấp dẫn ý vị như thế nào đây? "Ta hứa với ngươi sẽ thuyết phục cha ta, không để cho cha bị Dương Hổ mê hoặc." Thôi Anh Nhi lộ ra vẻ mặt như khóc như cười: "Bây giờ cha ta sẽ không bao giờ cùng Dương Hổ tạo phản nữa đâu." Gánh nặng trong lòng Dương Lăng được cởi bỏ, hắn vui vẻ nói: "Lão gia tử thay đổi chú ý rồi sao?" Thôi Anh Nhi yếu ớt nói: "Ông ấy đã chết rồi." Trong lòng Dương Lăng chấn động, nhất thời lúng ta lúng túng, không nói lên lời. Hắn biết quan binh diệt phỉ đã nhổ hết tất cả sân trại ở Bá Châu, cũng biết Thôi lão gia tử trúng loạn tiễn, chỉ là không nghĩ tới tính mạng của người luyện võ cũng yếu ớt đến như vậy. Khó trách nàng dịu dàng êm dịu, dáng vẻ khổ sở đáng thương, hóa ra là nàng phụ thân lại bị quan binh giết chết, sân trại Bá Châu đều bị san thành bình địa, tất cả cũng là do sự mù quáng hùa theo của trượng phu đê tiện của nàng và nàng. Vì chuyện này mà nàng đã chịu không biết bao nhiêu sự tra tấn ở trong lòng. Dương Lăng ngưng mắt nhìn nàng, mặt tái nhợt lộ ra sự cô đơn. Sau khi đánh giá, hắn thấy nàng gầy hơn trước, cằm nhọn hơn, cổ tay mềm yếu đặt trên bàn phảng phất như sắp gãy. Đây là Hồng Nương tử lúc trước hào khí ngất trời hay sao? Nhà không có, phụ thân đã chết rồi, trượng phu giống như người xa lạ, bản thân thì lại đối với nàng không ra gì cả. Trong lòng Dương Lăng nóng lên, bỗng nhiên thốt ra: "Nàng còn nơi nào đi không? Ở lại đi, ta sẽ chăm sóc cho nàng, được không?" Hai mắt của Thơ Anh Nhi đột nhiên mở to, đáy mắt có lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Dương Lăng chậm rãi nói: "Ta đi tứ xuyên, cửu tử nhất sinh trải qua chuyện này, cách nghĩ của ta đối với những chuyện trước đây cũng khác đi rồi. Trách nhiệm không thể trốn tránh, hạnh phúc không thể chờ đợi. Thôi Anh Nhi, không nên chịu đựng nhiều đau khổ như vậy, dứt bỏ hết mọi cái nhìn của thế tục đi, ở lại đây để huynh chăm sóc cho muội cả đời, được không?" Thôi Anh Nhi bình tĩnh nhìn hắn, trong ánh mắt có sự cảm động cũng có sự vui mừng. Sau khi lặng yên nhìn chăm chú thật lâu, nàng mới rời ánh mắt, nhẹ nhàng mà nói: "Ta đã gả cho người khác, còn là một nữ tặc, bách tính tầm thường còn không cần ta, huynh đừng đường là uy quốc công mà không chê ta sao?" Trong lòng của Dương Lăng thả lỏng, khẽ cười mà nói: "Thôi Anh Nhi nữ tử thiên hạ hiếm thấy, ta chỉ sợ nàng chia ta thôi." Thôi Anh Nhi cúi đầu, hàm răng trắng nhỏ cắn đôi môi mỏng, sau một lúc lâu mới cúi đầu nói: "Người chỉ huy quân binh quét sạch người của lão trại là chỉ huy Bá Châu Chu Đức An." Đầu mày Dương Lăng nhíu lại, kỳ quái nói: "Nàng có ý gì?" Thôi Anh Nhi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn nói: "Ta ba lượt lẻn vào quân danh ám sát đều đã thất bại, võ nghệ của Chu Đức An từ thiếu lâm ra,
Võ nghệ bản thân không tầm thường. Sau khi bị tập kích lần đầu tiên liền tăng cường phòng vệ, ta vẫn chưa tìm được cơ hội hạ thủ lần nữa. Bây giờ hắn ta phụng mệnh điều đi Kim Lăng làm quan, phải về binh bộ báo danh, ta theo đuôi hắn ta tới đây. Dương Lăng nhảy dựng trong lòng, chần chừ mà nói: Vậy ý của nàng là? Xin ngài hãy giúp ta giết hắn. Dương Lăng lập tức im lặng. Thôi Anh Nhi nghiêng mặt đi, nhẹ nhàng nói. Dương Lăng im lặng. Thôi Anh Nhi nghiêng đầu, nhẹ nhàng mà nói: Ta biết yêu cầu như vậy đã làm khó ngài, thế nhưng Chu Đức An đáng chết. Ta nói với cha gã phản bội huynh đệ, cha giấu chuyện giết Ngũ Thúc. Cha rất tức giận. Dương Hổ cầu xin rất lâu, cha ta vẫn rút hết tất cả viện trợ với gã, còn mắng chỉ gã khó thành đại sự, muốn gã về sau ăn phận thủ thường. Người của lão trại đã bỏ hết tất cả ý định tạo phản rồi. Thế nhưng Chu Đức An, hắn ta vì chiến công ngang nhiên dụng binh tàn sát liên tục 14 sơn trại, người già phụ nữ và trẻ em đều không buông tha. Sau đó hắn tấn công lão trại, giả vờ là Chiêu An. Ta cực khổ khuyên phụ thân đầu hàng, phụ thân đáp ứng đàm phán với Chu Đức An. Ai ngờ Chu Đức An lại âm thầm điều binh thừa dịp sơn trại buông lỏng đề phòng, ban đêm đánh lén sơn trại. Cha ta ông ấy... Mi mắt chậm rãi khép lại, hai giọt nước mắt trong suốt chảy xuống, hai gò má tuyết trắng như ngọc. Các lão huynh đệ của cha ta, còn có những người may mắn sống sót của lão trại, đều có ý báo thù, nhất định phải giết Chu Đức An mới bằng lòng bỏ qua. Chu Đức An rất ít khi rời khỏi quân doanh, muốn giết được hắn, người của lão trại chỉ có thể kiên trì tấn công. Nếu vậy, không biết phải chết bao nhiêu người đây. Ta hại chết phụ thân, không muốn lại có thêm một người nào chết như vậy. Ta bây giờ là cái gì chứ? Cái gì cũng không, một nữ nhân không trong sạch, xui xẻo. Hai mắt của nàng đẫm lệ, mơ màng nhìn Dương Lăng nói: Ta biết ngài là chính nhân quân tử, là vị quan tốt trong triều đình khó có được. Chỉ cần ngài chịu giúp ta báo thù, thực hiện tâm nguyện của ta nguyện ý làm nô, làm tỳ. Đây không phải là Hồng Nương Tử, quyết không phải nàng. Ánh mắt Dương Lăng chợt lóe, trên đời không có thuật dịch dung hoàn mỹ như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không xem Thôi Anh Nhi trước mắt là một kẻ giả mạo. Chỉ có điều, với cá tính cao ngạo của Hồng Nương Tử, chỉ sợ nàng tha rằng chết cũng không dùng cách này cầu xin sự giúp đỡ của người khác. Trong này rốt cuộc có nội tình gì? Dương Lăng vội vàng suy nghĩ, nhất định là có nguyên nhân. Trong này nhất định có nguyên nhân khác, rốt cuộc là việc cái gì có thể làm cho Hồng Nương Tử hào khí ngất trời, thắng cả Nam Nhi cúi đầu trước hắn, đề xuất phương pháp xử lý khuất nhục như vậy, không tiếc lấy bản thân mình làm giá, xin chi viện của hắn. Ta biết ngài hiện tại đã mặc kệ đội sướng, thế nhưng quốc công gia muốn giết một vệ chỉ huy nho nhỏ hẳn là rất dễ dàng. Ngài chịu giúp ta không? Dương Lăng nhẹ nhàng lắc đầu. Ta nợ nàng, chỉ cần ta có thể, ta nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Thế nhưng quét sạch sơn trại Bá Châu là ý chỉ của hoàng thượng. Cho dù sơn trại Bá Châu không có ý tạo phản, những chuyện cướp bóc, bắt cóc tống tiền, vi phạm luật pháp sẽ không ngừng. Bọn họ vẫn là phỉ. Quan binh tiêu diệt phỉ hoàn toàn chính đáng, cho dù thủ đoạn tàn khốc, nhưng ta không có lý do gì bởi vì chuyện này mà đi tru sát tướng lĩnh có công diệt phỉ cả. Ta nhớ nàng oán hận nhất chính là tham quan ô lái, lấy công mưu tư. Nếu như ta vì nàng vi phạm nguyên tắc của bản thân mình rồi mượn cớ tru sát Chu chỉ huy, vậy ta cùng đám quan viên mà nàng oán hận kia có khác gì nhau đâu? Oanh Nhi à, ta không thể đáp ứng yêu cầu như vậy được. Sắc mặt tái nhợt của Hồng Nương Tử dâng lên vẻ đỏ ửng không bình thường. Nàng nhướng mày liễu, phấn khích mà nói: Không cướp bóc bắt cóc tống tiền sao? Không vi phạm luật pháp sao? Như vậy bọn họ làm sao mà sống được đây? Ngài đã hứa muốn cho bách tính cùng khổ sống tốt, thế nhưng bây giờ thì sao đây? Ngài thì trở thành uy quốc công gia hạnh phúc, mà bách tính Bá Châu thì lại bị quan phủ ức hiếp đến khó lòng mà sống được, quả thực giống như địa ngục trần gian vậy. Dương Lăng khẽ nhăn mày, hắn vẫn luôn luôn chú trọng phương châm chính sách. Hơn nữa, một năm nay nhiều lần hối hả ngược xuôi, chăm sự quấn thân, làm sao có thời gian tỉ mỉ tìm hiểu cuộc sống bách tính địa phương được? Chẳng lẽ lại chị Bá Châu hiện tại lại bại hoại như vậy sao? Dương Lăng cười khổ nói: Đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Nếu như quan phủ Bá Châu thật sự tàn ác hoành hành, ta sẽ thượng tấu lên hoàng thượng mà nghiêm. Nhưng Chu Đức An phụng hoàng mệnh dụng binh tiêu diệt phí, liên tiếp phá hơn 10 đại trại, quét sạch sơn tặc Bá Châu, cho dù có chỗ không ổn cũng lập được đại công. Dương Lăng ta sẽ không vì quyền lực hay tiền vàng mà tự ý giết công thần, cũng sẽ không bởi vì nữ sắc mà trái pháp luật đâu. Gương mặt Hồng Nương Tử thoát cái lại trở nên trắng như tuyết, nàng bỗng đứng lên kinh sợ lùi hai bước nói: Ngài nói ta dùng nữ sắc dụ dỗ ngài làm trái pháp luật sao? Dương Lăng hối hận vội đứng dậy nghênh nói: Oanh Nhi, ta không có ý này. Nàng hãy nghe ta nói, ta là nói. Choang một tiếng kiếm rít, đoàn kiếm ra khỏi vỏ nhằm vào ngực của Dương Lăng. Hồng Nương Tử đằng đằng sát khí lên tiếng mà nói: Người nói cái gì chứ? Những sơn tặc này phần lớn là vì kế sinh nhai mà vào núi làm tặc, nếu không ai dám làm vụ buôn bán sẽ mất đầu này đây.
Bọn họ phạm pháp đáng chết, nhưng những nữ nhân, đứa nhỏ kia ai ai cũng đáng chết hay sao? Ta chỉ xin ngươi giết có một người, chỉ giết một người mà thôi. Dương Lăng bình thản tự nhiên không sợ, nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng mà nói. Nàng có biết không, khi ta quét sạch hải tặc binh thậm chí là kế dụ hàng, khi bình định loạn đô Trường Man, hỏa thiêu liên doanh, sao lại không có nhiều phụ nữ và trẻ em bị hại chứ? Trên chiến trường, nếu có lòng dạ đàn bà thì sẽ có rất nhiều binh lính chết oan chết uổng. Ta rất muốn giúp nàng, thế nhưng thủ đoạn người này tuy rằng ác độc, cũng không phải lý do đáng chết, ta không thể giết được. Thôi anh Nhi tuyệt vọng, nàng thầm nghĩ. Ta cần gì phải đi gặp hắn ta đây, làm gì đến đây tự rước lấy nhục như vậy? Rốt cuộc là ta vì mấy trăm mạng huynh đệ thục bá của lão trại mà báo thù, hay là bởi vì hình bóng của hắn càng ngày càng cảm sâu ở trong lòng ta đây, cho nên ta tự mình lấy lý do để tiếp cận hắn ta đây. Cưỡng ép ngăn chặn nhân mã lão trại đang nóng lòng muốn báo thù, đơn giản là trong nội tâm của nàng vẫn một mực ghi nhớ một lời hứa với Dương Lăng là không tạo phản. Cho dù là lão phụ chúng kế bị giết, nàng cũng chỉ muốn dùng thủ đoạn của người giang hồ, một chọi một kết thúc ân kiều này. Theo dấu chú Đức An vào kinh sư, nhưng sau khi tới kinh sư lại nhịn không được, thường hay đến gần Uy Quốc Công, chỉ vì âm thầm vụng trộm nhìn hắn một cái. Hôm nay ăn nói khép nép ra mặt cầu xin hắn, thật sự là vì lý do không có cách nào báo thù, hay là vì muốn lợi dụng hắn báo thù cho mình để có thể yên tâm thoải mái mà đối diện với phụ thân và các vị trưởng bối bạn tốt của phụ thân dưới cửu tuyển, tìm một lý do lừa mình dối người để được ở bên cạnh hắn, tìm về hạnh phúc vốn thuộc về mình đây. Trong lòng của Thôi Anh Nhi khổ sở, người của sân trại đều biết hiện tại nàng và Dương Hổ như người xa lạ, ai biết được bí mật tận đáy lòng của nàng đây. Nghiệt duyên đêm hôm đấy bắt lấy thân thể của nàng, gần một năm chia lìa đã nhận rõ bộ mặt xấu xí của Dương Hổ, lại khiến cho nàng trao luôn cả trái tim cho nam nhân này. Nhưng loại tâm sự này của nữ nhân có thể nói với ai được đây, có ai có thể chịu hiểu được đây. Ngoài cửa, bọn thị vệ nhìn thấy tình cảnh này đều rút binh khí vọt vào trong điếm. Dương Lăng cũng không quay đầu lại, chỉ lớn tiếng quát to: tất cả lui ra ngoài. Bọn thị vệ nghe xong chần chừ, không biết nên tiến hay lùi, đều nhìn Lưu Đại Bổng Trùy. Đại Bổng Trùy đã từng gặp Hồng Nương Tử, cũng biết tình hình khi bọn họ ở Trung Nguyên. Gã chừng đôi mắt như hạt đậu nhìn Hồng Nương Tử giơ lệ, giơ kiếm, dáng vẻ ủy khuất giống cô vợ nhỏ, lại nhìn đại soái nhà mình khí khái đại nam nhân ung dung như an nhàn, uy phong lẫm lẫm, lập tức sáng suốt ra quyết định. Chuyện của đại soái và nữ nhân, đặc biệt là chuyện với nữ nhân xinh đẹp, cách làm của người thông minh chính là không quan tâm, hơn nữa làm bộ coi như không có. Đại soái nói không có gì nhất định là không có gì rồi, hơn nữa đại soái không phải còn đem theo ngọn thương rất lợi hại hay sao? Lưu Đại Bổng Trùy lập tức vung tay lên quyết đoán, quát to hơn cả Dương Lăng: lùi ra ngoài, tất cả lùi ra ngoài. Sau đó dẹt dẹt một tiếng, chiếc áo choàng vẫn luôn rất bó sát cũng quyết đoán rách một lỗ to ở sau vai. Oanh Nhi, Thôi lão gia tử đã đi, Thôi gia lão trại tôn nàng lên phải không? Oanh Nhi à, vì sao không tính toán cho người sống nhiều hơn chứ? Người trong sơn trại hoặc là vài lão nhân, hoặc là vài phụ nữ và trẻ nhỏ, giết quan thì cùng tội với tạo phản. Nếu nói sai, vậy thì ai đúng, ai sai đây? Có lẽ đều không sai, cũng giống như chuyện của ta và nàng, có thể oán được ai đây? Còn nếu nói đến nhân quả... Khuôn mặt của Hồng Nương Tử xấu hổ như thạch liệu, phẫn nộ mà nói: đừng nói nhân quả gì với ta cả, ân oán của người giang hồ đều có biện pháp giải quyết của người giang hồ, chúng ta không nói thị phi, chỉ nói ân oán. Dương Lăng thản nhiên cười mà nói: có lẽ vốn là vậy, nhưng ta biết bây giờ nàng không phải là người như vậy. Hắn đi về phía trước một bước, Hồng Nương Tử mũi kiếm run lên trách mắng: đứng yên, đừng cử động. Dương Lăng trầm giọng nói: thời gian lão trại trung quy vẫn là cờ hiệu sơn tặc, ta không thể hùng hồn đúng lẽ mà đi báo thù một tướng quân có công diệt phỉ, ta cũng không hứa với nàng. Thôi Anh Nhi cười lạnh: người quản được ta sao, dựa vào cái gì? Dựa vào chúng ta có quan hệ phu thế, dựa vào Dương Hổ không xứng với nàng, dựa vào nàng hiện tại bất chấp đúng sai mà càn quấy, dựa vào nữ tử Thôi Anh Nhi không nên vì những trách nhiệm không nên gánh vác mà bị áp giải lên pháp trường. Ta có trách nhiệm chăm sóc nàng, ta có quyền lợi trông coi nàng, ta quyết định bắt đầu từ hôm nay nàng là nữ nhân của ta. Dương Lăng nhíu mày nói: có muốn ta xin ý chỉ công bố thiên hạ hay không? Ta làm được đấy, hoàng thượng nhất định sẽ cổ vũ ta càn quấy đấy, nàng có tin hay không? Hắn vừa nói vừa bước nhanh về phía trước, Hồng Nương Tử giơ kiếm chống lên lồng ngực của hắn cũng chỉ lùi về phía sau từng bước. Nàng vì sự chật vật của mình mà thẹn quá hóa giận, mãnh liệt trầm giọng mà quát: đứng lại, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Nàng không phải không dám, nàng chắc chắn sẽ không làm vậy. Ta còn nhớ trong động ở trên núi Bạch Đăng nàng đã cứu ta, ta còn nhớ ở ngoài thành Bắc Kinh nàng phát cháo miễn phí cứu sống rất nhiều bách tính, ta còn nhớ
nàng tuân thủ lời hứa. Sau khi bắt ta ra khỏi thành, không hề làm ta bị thương một cọng lông tóc nào. Ta còn nhớ, nàng tình nguyện trở về sân trại, khuyên can lệnh tôn từ bỏ ý niệm tạo phản trong đầu. Thôi anh nhi, nàng sinh ra trong ổ tặc, nhưng nàng không đủ tư cách là sơn tặc. Nàng không làm được sơn tặc đâu, cũng không thể làm. Buông kiếm, ngoan ngoãn làm một nữ nhân đi. Ta đã cam đoan, không để cho Bách Tính Bá Châu chịu khổ, không để cho nàng phải chịu khổ. Nàng không nên có dáng vẻ này. Hãy nhớ lại nữ tử có vẻ mặt hưng phấn khí phách hiên ngang của nàng khi mới gặp kìa. Mặc lại hồng y của nàng, đừng có không trắng thì đen, khiến cho bản thân mình càng ngày tháng tháng chìm trong lớp mây mù của hận thù. Người cút ngay. Thanh âm của hồng nương tử run rẩy, càng ngày càng mềm yếu, càng ngày càng sợ hãi. Người trước mắt đang làm cái gì vậy? Hắn dựa vào cái gì mắng ta đúng lý hợp tình như vậy chứ? Ra lệnh cho ta sao? Quản giáo ta sao? Trong lòng của nàng tức giận chất vấn, nhưng một mực không dám phản bác. Lưng đã áp sát vào tường rồi, không chỗ lui nữa. Nhưng Dương Lăng còn đang đi về phía trước, ngực đang chống lại mũi kiếm của nàng. Trước kia ta không hứa hẹn gì với nàng, không phải bởi vì ghét bỏ nàng, đơn giản là vì ta không biết nàng và Dương Hộ có thể tốt lại như xưa được hay không. Đơn giản là vì trong đời ta còn một đại kiếp nạn, ta không biết có thể bình yên vượt qua được hay không. Hiện tại ta biết nàng và Dương Hộ vĩnh viễn không thể quay về được như xưa. Bất hạnh của nàng có một phần trách nhiệm của ta ở trong đấy. Tất cả mọi thứ của nàng sau này giao cho ta là được rồi. Ta cam đoan chuyện của Bá Châu, ta sẽ hỏi thăm. Người của lão trại ta sẽ an trí. Nàng, ta cũng sẽ sắp xếp. Duyên phận của ta và nàng là thiên định, ta sẽ không tùy tiện bỏ lỡ nàng đâu. Nữ nhân ngốc nàng, cả ngày ngoại trừ múa thương sách bóng, nàng còn có thể làm gì được nữa đây? Buông kiếm, đừng kêu gào ở Mỹ nữa đi. Đối phó với nữ nhân mạnh mẽ cứng rắn, chỉ có mạnh mẽ hơn nàng. Đối phó với nữ nhân giống như hồng nương tử, đặc biệt không thể nói quá nhiều đạo lý lớn. Dương Lăng trước nay chưa có thô bạo và rất không nói đạo lý, làm cho hồng nương tử bối rối. Dương Lăng ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước. Hồng nương tử cảm giác mũi kiếm sắc bén đã đâm vào bộ ngực của hắn, sợ hãi vội vàng co tay lại, mũi kiếm hướng về phía trước, bên trên không có vết máu. Nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Dương Lăng nhân cơ hội giả bước tiến lên ôm nàng vào lòng. Hồng nương tử vừa tức vừa thẹn, mắng chỉ nói: Người cái tên khốn kiếp này, vô lại, mau buông ra. Lần thứ hai ra thịt thân cận cũng giống như lần trước, do trời đưa đẩy, cảm giác xấu hổ muốn chết không giống nhau. Thân thể của Thôi Anh Nhi rã rời, gần như muốn buông bỏ chống cự, chìm đắm trong ngực của hắn. Dương Lăng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không thể để cho nàng suy nghĩ. Nếu như nàng thật sự giết quan tạo phản, tạo nên sai lầm lớn, bản thân mình cũng không cứu được nàng. Hắn ôm chặt hồng nương tử, nhìn như có vẻ gầy yếu, thế nhưng lại đẫy đà mềm mại, thân thể cốt nhục cân xứng. Hắn dịu dàng nói: Từ bỏ chuyện báo thù đi thôi, nàng không phải chúa tể thiên hạ, không thể thiện ác bất phân, thị phi không rõ được. Báo thù sao? Hồng nương tử chấn động mạnh một cái, thu hồi lý trí của mình. Ta đang làm cái gì đây? Thủ cha không đội trời chung, hắn là đại quan triều đình, là đồng liêu của kẻ thù ta kìa. Ta sao lại không biết liêm sỉ như vậy? Thật không ngờ đã để cho tên thối tha này ôm vào lòng. Cho dù cái tên Dương Hổ xúc sinh kia ta cũng không để ý, thế nhưng các trưởng bối thúc bá sẽ nhìn ta như thế nào đây? Phụ thân ở dưới cửu tuyền có thể nhắm mắt hay sao? Chu Đức An nếu không chết, bọn họ sẽ đến lúc đó ta sẽ tự xử thế nào đây? Hồng nương tử tỉnh táo trở lại, nàng nâng tay đẩy thoát khỏi ngực của Dương Lăng, vọt sang một bên rồi nói: Thôi anh nhi, ta sẽ không tự rước lấy nhục nhã, cầu xin ngươi giúp đỡ ta nữa đâu. Thù của ta sẽ báo. Ta sống rất tốt, không cần ngươi tội nghiệp, càng không cần ngươi quan tâm. Họ Dương kia coi như ta chưa từng tới, cáo từ. Thôi anh nhi soạt một tiếng, cha kiếm vào vỏ, bước đến cửa điếm, ngẩng đầu lên mà nói: Ngươi đang vì công chúa tuyển phò mã đúng không? Đừng có cả ngày ở nhà cùng thê thiếp của ngươi nữa, dụng tâm suy nghĩ, giúp người ta tìm lang quân như ý đi. Bên môi của nàng lộ ra nụ cười chua xót nói: Nam sợ chọn lầm nghề, nữ sợ chọn lầm chồng. Sai rồi, vậy là chuyện cả đời, cả kiếp. Nếu hại cô nương người ta, ngươi sẽ ân hận cả đời đấy. Nàng nhấc chân muốn đi, Dương Lăng đã gấp giọng nói: Đứng lại. Thôi Nhi dừng người lại, lạnh lùng đè chú kiếm nói: Dương quốc công muốn giữ ta lại sao? Dương Lăng cả giận nói: Nàng vẫn muốn báo thù sao? Hôm nay nếu ta đã biết thì quyết không để cho nàng ám sát thành công. Đừng hy sinh oan uổng nhiều tính mạng hơn nữa, nàng tỉnh lại đi. Thôi anh Nhi ngạo nghễ mà nói: Ngài là đại trượng phu, có việc không nên làm. Ta đây tiểu nữ tử cũng là nói được làm được, chuyện ta muốn làm nhất định có thể làm được, nào sợ khiến hắn long trời lở đất chứ. Ta đã làm ầm một lần rồi, không phải hay sao? Thiên hạ cứ mặc ta đi, ai có thể làm khó dễ được ta đây. Bóng dáng xinh đẹp của nàng bước vào trong màn tuyết bay đầy trời, ôm quyền xoay người mà nói: Dương Lăng, làm tốt quốc công gia của ngài,
hưởng cái hạnh phúc của ngài đi. Khi gặp lại lần nữa, trừ phi là tại chiến trường, hôm nay ta không thể giết ngài. Đến lúc đấy kiếm của ta nhất định sẽ không chút do dự đâm vào ngực ngài đâu. Dương Lăng không để ý tới uy hiếp của nàng, hắn cũng bước nhanh đi, đi vào mặt trời đầy tuyết tung bay, đến ở trước mặt của nàng. Lưu Đại Bồng Trì và bọn thị vệ quấn quýt nắm chặt đao đuổi tới trước. Bông tuyết không ngừng rơi xuống giữa hai người. Thôi Anh Nhi dưới cái nhìn chăm chú của Dương Lăng, ánh mắt lạnh lẽo dần dần cũng ngẩng lên. Dương Lăng nâng tay ôn nhu lau đi tuyết rơi bên mặt nàng. Nàng cũng ngây ngốc không có phản ứng. Năm ngoái khi tuyết rơi nàng thả ta, năm nay khi tuyết rơi ta buông tha nàng. Vốn khác nhau, bây giờ ngươi căn bản là không giữ được ta. Ồ, nàng là nữ nhân thứ hai ta thấy tranh cường hào thắng như vậy đấy. Có điều nàng không có tâm cơ của cô ấy, cho nên càng đáng yêu. Dương Lăng khẽ mỉm cười. Oanh Nhi, hôm nay ta không ngăn cản nàng, cũng không thể ngăn cản nàng rời đi. Hy vọng bất kể nàng làm cái chuyện gì đều có thể hỏi lương tâm của mình được. Đừng có liên lụy người vô tội, đừng tổn thương người không nên giết. Dương Lăng ta chưa từng chủ động theo đuổi nữ nhân, nàng là người đầu tiên. Đừng gây nên sai lầm không thể nào sai chuyển, mà ngay cả ta cũng không thể nào cứu được nàng. Vậy ta nên mang ơn sao, Dương Quốc Công? Dương Lăng lắc đầu. Cho bản thân mình cơ hội cũng là cho ta một cơ hội. Hôm nay ta không giữ được nàng, sớm muộn gì cũng có một ngày ta có thể giữ được nàng. Chẳng những giữ được người của nàng, hơn nữa còn phải giữ được lòng của nàng. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, bất kể là chiến trường hay là đạo trường, ta sẽ biến nó thành tình trường. Thôi Anh Nhi bỗng nhiên mỉm cười. Nàng rất ít cười, nhưng mỗi lần cười, nụ cười trong phút chốc đều giống như ánh trăng xé mây mà tới hoa lộng ảnh, kiểu diễm động lòng người không thể kể xiết. Tốt, Dương đại nhân, vậy ngài cứ biến chiến trường và đạo trường thành tình trường đi. Khi ta chọc thủng bầu trời, nếu ngài có bản lĩnh vá lại cho ta, hồng nương tử ta sẽ theo ngài, cả đời đi theo ngài. Trong màn hoa tuyết lượn lờ, hàng lông mày tựa như núi xa bỗng chốc trở nên xa vời vợi, trong đôi mắt kia có vẻ quyến rũ chói mắt. Chờ xem, Dương đại nhân, chờ ta làm đến long trời lở đất, ta lại muốn xem thứ ngài có bản lĩnh gì để vá trời đây. Cũng trong lúc bấy giờ, không có tâm cơ sao? Không có tâm cơ chính là ngu ngốc. Hắn lại thích một nữ nhân ngây ngốc như vậy sao? Thành Khởi Vận nửa nằm trong cỗ kiệu ấm áp, bên ngoài khoác chiếc nhuyễn bào mềm mại vừa người, bên trong mặc bộ váy tay áo rộng bằng lụa màu xanh nhạt, còn có một chiếc giáp da thêu màu hoa hồng đào, chiếc cổ mảnh mai đeo một chiếc vây cổ hồ ly trắng như tuyết, trong tay đang cầm một chiếc lò sưởi nhỏ, vòng eo tinh tế, đùi ngọc thon dài, dung nhan còn hơn cả kiều mị. Vẻ mặt nàng ghen tuông mà nói: nam nhân nữ tất cả đều vô lương tâm, uổng cho người ta lo lắng cho hắn, chạy từ xa đến đây, lúc nào cũng đến nơi rồi mới phát hiện. Giữ lại người nàng, còn muốn giữ lại con lòng của nàng, ta còn chưa nghe hắn nói êm tai với ta như vậy. Nàng vươn cái lưng mỏi, thân thể là lướt uyển chuyển, đổi một tư thế khác, hơi thở thì phập phồng, giống như đang tức giận bất bình vậy. Sở Linh bên cạnh cười khanh khách lên tiếng: tiểu thư à, người nói tới nói lui cũng đã lâu lắm rồi đấy, tiểu tỷ nghe đến tai sắp đóng kén rồi. Thành Cử Vận hờn dỗi trừng mắt nhìn nàng, lên tiếng hỏi: đại nhân bị hồ ly tinh kia mê thần hồn điên đảo, cứ như vậy thả cô ta đi sao? Sở Linh nháy mắt mấy cái, lên tiếng nói: không thả thì làm sao đây? Người của chúng ta nghe Đại Bồng Trì nói, Thôi Anh Nhi kia công phu rất tốt, muốn giữ cũng không giữ được đâu, ai dám bức nàng ta đây? Người ta đã uy hiếp muốn đâm một kiếm vào ngực của đại nhân rồi, thật sự tổn thương đại nhân, tiểu thư không đau lòng hay sao? Thành Cử Vận phẫn nộ nói: đâm 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 đâm, ta thấy đại nhân muốn đem kiếm của hắn đâm vào thân thể người ta kia kìa. Sở Linh che miệng cười khanh khách: tiểu thư chắc không giận dữ vì lo lắng cho đại nhân muốn chết, rồi kết quả về kinh lại phát hiện ngày ấy lại đang làm chuyện vui, rước thêm tân phu nhân qua cửa đấy chứ. Thành Khởi Vận miễn cưỡng chống cằm mà nói: văn tâm qua cửa đã nằm trong dự liệu của ta từ lâu rồi, chỉ là không biết Dương đại nhân và Hồng Nương tử kia có khúc mắc gì, không ngờ lại nhường nhịn cô ta như vậy. Có điều cái tên Dương Lăng này cũng không phải là người có thể bị nữ sắc mê hoặc, nếu không còn không nhanh chóng đáp ứng nàng ta diệt trừ Chu Chỉ Huy, ôm mỹ nhân về hay sao? Đó là đương nhiên, người tiểu thư nhà ta chọn chúng có thể kém được hay sao? Sở Linh cười hì hì nói: Hồng Nương tử kia vừa đi, đại nhân liền hạ lệnh thông qua cẩm y vệ báo cho Chu Chỉ Huy biết, nó là nhận được tin tức có người muốn gây bất lợi cho ông ta, bảo ông ta tăng cường đề phòng, còn cho người theo dấu Hồng Nương tử, nói phải thả dây dài câu cá lớn. Đáng tiếc kỹ xảo truy tung của người của hắn có hạn, để cho mỹ nhân ngư này chạy thoát rồi. Thành Cử Vận nghe thấy Dương Lăng còn có thể tỉnh táo như thế, sắc mặt dịu lại rất nhiều. Nàng trừng mắt nhìn Sở Linh mà nói: muội biết cái gì chứ, người mà đại nhân giữ lại bên cánh đều là cao thủ võ nghệ cao cường, am hiểu bảo vệ, thân thủ cao minh, không thấy cần thiết sẽ không theo dấu.
Tinh anh nội xưởng huấn luyện bây giờ cũng nằm trong tay ta. Bằng không muội cho rằng nàng trốn khỏi lòng bàn tay của đại nhân được hay sao? Người của chúng ta đuổi theo rồi đấy. Đúng vậy, cô ta nói muốn gặp lại trên chiến trường, chắc không phải thật sự muốn tạo phản rồi. Sơn tặc bên Bá Châu nguyên khí đại thương, chỉ dựa vào chút người này mà muốn tạo phản, quả thật là tự tìm đường chết mà. Sắc mặt của Thành Cửa Vận ngưng trọng nói, không nên coi thường bọn họ. Bành Sang Ngư đã nói trước kia Lục Lâm Bá Châu từng có ý chiêu mộ ông ta, xem ra bọn họ cũng đã đủ mưu từ lâu rồi, sẽ không dễ dàng bị quan binh dò xét căn cơ như vậy. Thành Cửa Vận tới phương Bắc đặc biệt sợ lạnh, hơn nữa còn mệt rã rời, nàng lười biếng ngáp một cái. Phái người đuổi sát cô ta, lo nghĩ của đại nhân đúng lắm, bắt được cô ta cũng không có tác dụng gì lớn. Trong lời nói của cô ta lộ ra ý, phía sau cô ta hẳn là có người. Nói không chừng đi theo mỹ nhân ngư này, có thể vớt được một con cá mập lớn kìa. Nàng giống như một con mèo con, nằm co ở trên giường êm, ánh mắt chớp động, chớp lóe, mỉm cười trầm tư nói. Đi dặn dò, có tin tức gì lập tức nói cho ta biết trước. Đại nhân tu thân dưỡng tính, Lưu Cẩn độc trưởng Triều Cương, thủ phạm bên Tứ Xuyên còn chưa có ai tin tức. Ở đây lại lòi ra Hồng Nương Tử và Lục Lâm Bá Châu, hiện tại càng chơi càng vui rồi. Sở Linh cẩn thận nhìn nàng một cái, ra vẻ vô ý nói, nội xưởng phái ra tất cả thế lực lại xuất ra toàn bộ, xem ra Dương đại nhân cũng không thật lòng muốn làm một quốc công dưỡng lão đâu. Tuy nói những thế lực này Nam Thất Bắc Lục một phân thành hai, nhưng để đảm bảo sự nghiêm mật và thuận lợi của hệ thống tình báo, toàn bộ bộ phận căn bản này đều nằm trong tay tiểu thư. Sự tín nhiệm của đại nhân đối với tiểu thư đã vượt qua cả Hàn lão gia tử rồi. Đại nhân đối với tiểu thư thật tốt à? Đôi mắt xinh đẹp của Thành Cửa Vận hơi híp, cười khanh khách nói, Linh Nhi, muội rốt cuộc muốn nói gì? Sở Linh biến sắc, cuống quýt quỳ gối trước giường lên tiếng, không có, Dương đại nhân tín nhiệm tiểu thư như vậy, tiểu thư là vui mừng thay cho tiểu thư. Tay Thành Cửa Vận chậm rãi vươn ra, năm ngón tay nhỏ và dài giống như hoa lan nhẹ nhàng móc lấy chiếc cằm mượt mà của Sở Linh, từ từ kéo gương mặt bị hù cho trắng bệch của nàng lên. Lặng lặng nhìn chăm chú hồi lâu, Thành Cửa Vận đột nhiên phụt cười, vỗ nhẹ hai gò má mềm mại của nàng nói, chà chà, ta còn thực sự khâm phục đại nhân, ta muốn thu phục nhân tâm, còn phải thi triển cả ân và uy, không biết đã dùng bao nhiêu thủ đoạn. Ta đối với muội tính như tỉ muội, thế nhưng tổng cộng muội chưa từng gặp hắn được vài lần, vậy mà đã bắt đầu nói thiên về hắn rồi. Linh Nhi, không phải ngươi cũng thích đại nhân rồi đấy chứ? Không có, tiểu tỳ sao dám chiều cao. Gương mặt của Sở Linh bị hù cho càng trắng hơn. Thành Cửa Vận từ từ nói, nếu muội thật sự thích đại nhân, ta có thể giúp muội. Ta đã nói từ sớm, chúng ta tình như tỉ muội, nếu có cơ hội cùng một chồng, lại là gả vào phủ quốc công, cũng coi như là xuất thân tốt rồi. Sở Linh đã bắt đầu nước mắt lưng tròng. Tiểu thư, nô tỳ không có tâm tư này, nô tỳ trung thành với tiểu thư, chỉ mong cho tiểu thư hạnh phúc. Dương đại nhân ngài tốt lắm, thật sự đối với người rất tốt. Nô tỳ đi theo tiểu thư nhiều năm như vậy, Dương đại nhân là người đầu tiên đối đãi tiểu thư thật lòng chân thành. Nô tỳ nhìn ra được, nếu không phải hiện tại có nhiều việc cần tiểu thư làm, đại nhân nhất định sẽ cưới tiểu thư qua cửa. Tiểu thư nên quý trọng. Thành Cửa Vận nâng cằm xem xét nàng một lúc lâu, bỗng nhiên cười khanh khách. Nhà đầu ngốc, hóa ra là vì việc này, muội hoài nghi ta cắt đi nhiều tin tức vốn nên trình báo với đại nhân, tự tiện bố trí lại thế lực mà đại nhân đã giao cho ta, sắp xếp gian tế của ta bên cạnh đại nhân, về kinh cũng không đi gặp hắn, điều động số tiền lớn là do nổi lên dị tâm với Dương đại nhân sao? Sở Linh run rẩy đứng lên, sự lợi hại của Thành Cửa Vận nàng hiểu được, tuy nói nàng đối xử với mình thân như tỉ muội, nhưng ai biết được nếu nàng nổi lên lòng nghi ngờ đối với mình sẽ không chút lưu tình mà diệt trừ mình thì sao? Thành Cửa Vận thản nhiên nói, đứng lên đi, muội có thể đối xử với đại nhân như vậy, ta chỉ vui mừng thôi, sẽ không trách muội đâu. Ta gặp đại nhân làm nhiều chuyện, dụng tâm của ta, sớm muộn gì muội cũng sẽ rõ, đừng hoài nghi ta gây bất lợi cho đại nhân, nếu ta có dị tâm cũng sẽ không để cho muội biết đâu. Trong mắt của nàng phóng ra ánh sáng nguy hiểm, 10 ngón tay nhỏ và dài giống như con mèo cái đề phòng vậy, móng tay sắc nhọn lộ ra từ từ khép chặt lại. Ta để ý đến ngày ấy hơn bất kỳ kẻ nào, hơn nữa không cho phép ngày ấy chịu thiệt thòi của bất cứ ai. Chuyện ngày ấy không nghĩ tới, nghĩ tới lại không chịu làm, ta đều đã làm thay cho ngày ấy cả rồi. Có một số việc muội không hiểu cũng không cần hiểu, đợi khi muội có nam nhân trong lòng muội sẽ biết. Không phải chuyện gì cũng nói cho hắn biết được mới là thương hắn. Hắn là nam nhân của ta, ta phải vì hắn mà tính toán lâu dài. Sở Linh run giọng nói, vâng, nô tỳ nhớ rõ. Thành Cửa Vận cười khanh khách, lấy ra một chiếc khăn tay vuông nhẹ nhàng lau mồ hôi thay nàng, dịu dàng nói, ta cũng không phải yêu tinh ăn thịt người, người khác sợ ta, không ngờ muội cũng sợ ta. Muội ngốc, sao ta thật sự hại muội được?
hù dọa muội chỉ vì giận muội không tin tưởng ta mà thôi. Vẻ mặt Sở Linh cuối cùng cũng khôi phục như thường, nàng cười gượng hai tiếng mà nói: Nô tỳ nào dám, là nô tỳ đa tâm, nô tỳ sợ tiểu thư phụ đại nhân bỏ lỡ nam nhân tốt như vậy, nô tỳ lo lắng cho người thôi. Thành Khởi Vận bỗng nhiên lẩm bẩm trở mình, hai tay nâng cằm lên, rất có hứng thú mà nói: Ngươi thật sự cảm thấy đại nhân tốt sao? Ta cũng hiểu được không tìm được nam nhân đáng yêu hơn ngày ấy. Không hổ là tỷ muội của ta, cách nhìn của bậc anh thư giống nhau, vậy có muốn ta giúp muội không? Sở Linh nào biết được Thành Khởi Vận tuy không nói ra miệng nhưng thật ra vẫn ghen với Hồng Nương Tử. Đã vậy, nàng còn đuôi mù hoài nghi chân tâm của Thành Khởi Vận đối với Dương Lăng, đây là có ý trêu chọc nàng. Đáng thương cho cô gái nhỏ, mùa đông lạnh vậy mà lại toát ra cả mồ hôi. Dương Lăng dặn người để mắt tới Hồng Nương Tử, sau khi người đuổi theo quay về bẩm báo, Dương Lăng nhận được ý chỉ của trong cung tiến cung gặp công chúa Vĩnh Phúc. Công chúa Vĩnh Phúc xấu hổ chuyện chủ động với người khác, lại còn là nam tử mình ngưỡng mộ trong lòng đàm luận hôn sự của mình. Có điều khi nàng nghĩ đến, trừ phi Dương Lăng căn bản chưa từng cưới vợ, bằng không hai người căn bản là không thể nào. Tình yêu của thiếu nữ và nỗi niềm tương tư đơn phương của nàng bị lý trí của nàng khống chế, nàng chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh và sắp xếp của một công chúa, tùy ý cho người khác chọn phò mã cho mình. Nhưng ngày ấy ở Chư Vương Quán chứng kiến, thật khiến cho nàng kinh hãi không thôi. Nếu gả cho phò mã phẩm cách ác liệt, tính cách như đứa con nít không lớn nổi, vậy chi bằng nàng không gả. Trong lòng so sánh với Dương Lăng thành thục lại anh tuấn, nàng làm sao có thể coi trọng những tên tiểu tử lớn nhất mới 16 tuổi kia, dĩ nhiên càng nghĩ càng phiền não. Nàng cũng không biết gọi Dương Lăng đến nên nói cái gì. Dương Lăng thực sự đến đây, nàng sợ gặp hắn. May mà lúc này đang nói chuyện phiếm với Chu Tưng Nhi, vừa mới đến kinh, nàng liền mượn nguyên do này nhỏ giọng dặn Tiểu Đinh Tử bảo quốc công chờ cho một lát. Tiểu Đinh Tử vừa đi, tâm tư của Vĩnh Phúc liền rối loạn. Vĩnh Thần công chúa và Chu Tưng Nhi ríu rít chuyện trò, nàng lại tinh thần hoảng hốt, trái tim không biết đã bay đến nơi nào rồi. Dương Lăng là ngoại thần, không thể ở tẩm cung công chúa kiến giá. Bên cạnh điện văn hoa có một tòa lầu các chuyên dùng để tiếp khách, Dương Lăng liền đợi ở chỗ này. Địa vị của hắn bây giờ cao thượng, khi gặp mặt công chúa cũng chỉ cần vái một cái, cho nên không cần chờ ở trong điện. Đợi thật lâu mà không thấy công chúa Vĩnh Phúc, Dương Lăng liền lững thững thong thả bước ra. Lúc này tuyết đã ngừng, trong hoàng cung nơi nơi bao bọc một lớp màn trắng xóa. Đại tổng quản phủ nội vụ Mã Vĩnh Thành chỉ huy đám tiểu thái giám đang ra sức dọn dẹp tuyết động. Dương Lăng đứng ở trong bóng tối dưới hành lang, Mã Vĩnh Thành cũng không chú ý tới hắn. Dương Lăng bước đi thong thả dưới hành lang một vòng, dặm chân đang muốn trở về điện, nơi góc rẽ có một người chạy như bay tới, đang xông tới hắn. Vừa thấy phía trước có người, hơn nữa vừa nhìn áo bào là biết quý nhân. Người nọ còn chưa thấy rõ ràng dáng vẻ của Dương Lăng đã dừng ngay trước mặt. Một cơn gió nhẹ thổi theo làn tuyết mỏng vào hành lang, tuy không dày nhưng rất trơn. Người này khổ người cực lớn, trọng tâm không ổn, ai nha một tiếng, hai tay cua cua hai cái trên không, dỡ ầm một tiếng chìm vào trong đống tuyết. Dương Lăng thấy thật buồn cười, thấy vạt áo người nọ có phẩm bậc thái giám, liền bước lên nắm lấy cánh tay của người nọ kéo ra khỏi đống tuyết. Thân hình người nọ thật sự rất cao, đế giày đọng tuyết, đứng lên lắc la lắc lư lau sạch lớp tuyết đọng. Vừa định thần nhìn thấy Dương Lăng không khỏi vui vẻ mà nói: Ai nhá, là Dương đại nhân à? Không không không, là quốc công gia nhá, ngài ở đây thật tốt quá, tốt quá. Dương Lăng nhìn thấy không quen biết liền ngạc nhiên mà nói: Ồ, ngươi là vị nào vậy? Thái giám kia sang sảng cười rộ lên: Quốc công gia, hai ta là đồng hương nhá, nô tài tên là Đỗ Phủ, là người huyện Lai Thủy, phủ Bảo Định, đương nhiệm ngự mã giám, tả giám thừa, là người của Miêu Công Công. Dương Lăng nghe xong suýt chút nữa trong đầu đầy tuyết, hắn bình tĩnh lại lên tiếng hỏi: Ngươi tên gì? Nô tài tên Đỗ Phủ. Quốc công gia nghe nói qua tên nô tài sao? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, như sét đánh bên tai vậy. Đỗ Phủ vừa nghe vui mừng nói: Không dám nhận, không dám nhận, nô tài gặp qua quốc công gia vài lần, chỉ có điều quốc công gia luôn luôn vội vàng, nô tài không dám tiến lên thỉnh an quốc công gia. Nói đến vội vàng, ngươi đây vội vàng đi đâu vậy? Đỗ Phủ vô chán cái bốp một cái nói: Hỏng rồi, không được quốc công gia nhắc nhở. Ta vinh dự được nói cho quốc công gia biết, ấp hội ở điện văn hoa chắc sẽ đánh nhau to. Hoàng thượng đang ở hậu cung thỉnh an Thái hoàng Thái hậu, ta phải vội vàng chạy đến đấy mời hoàng thượng đến đó dừng lại. Quốc công gia nếu đã ở đây, phiền ngài tới đó trấn an trước hộ ta, ta phải nhanh chóng đi gặp hoàng thượng. Đỗ Phủ nói xong bày ra dáng vẻ trượt băng chạy tới hậu cung. Vị Đỗ thái giám này mặc dù Dương Lăng không biết, có điều làm ngự mã giám, tả giám thừa, những người phụ trách toàn là nhân vật trọng yếu. Miêu Quỳ từng nhắc với hắn, đúng là đồng hương của hắn. Hơn nữa người này trung hậu thành thật,
hiện tại mới 35-36 tuổi, đã thăng làm thái giám, làm việc thật thà, lại không kiêu ngạo, rất được miêu quỳ trọng dụng. Dương Lăng vội vàng kéo lại, lên tiếng nói: Khoan đã, ai đánh nhau với ai? Đỗ Phổ gãi đầu, lên tiếng nói: Cái này, đầu tiên ta nói cho ngài nghe là lại bộ đô cấp sự trung Dương Thấn đánh hộ bộ cấp sự trung Hoàng Cánh, rồi ngay sau đó đại học sĩ Dương Đình Hòa đánh lại bộ đô cấp sự trung Dương Thấn, sau đó đại học sĩ Lý Đông Dương đi khuyên can rồi bị bộ hộ cấp sự trung Hoàng Cánh đánh cho, sau đó lại hộ bộ đô cấp sự trung Ngô Nhất Sơn lại đánh bộ hộ đô cấp sự trung Hoàng Cánh, rồi lại sau đó thôi được rồi, ta biết rồi, chuyện này quá nghiêm trọng, người nhanh chóng thông chi cho hoàng thượng đi. Triều đình Đại Minh có một biểu hiện rất dân chủ, chính là quan văn còn thích đánh nhau hơn cả võ tướng. Chẳng qua vụ đánh lộn giống như Đỗ Phổ miêu tả này thật sự là chưa từng nghe nói. Dương Lăng nghe thấy mà đầu óc trắng váng, đành phải nhanh chóng bảo y đi. Đỗ Phổ vừa nghe vội vàng trượt băng chạy đi. Dương Lăng vươn cổ nhìn hướng hậu cung, công chúa Vĩnh Phúc còn chưa tới, hắn lập tức nhấc áo choàng nhảy lên nhảy xuống, xông về phía điện Văn Hoa. Hôm nay là ngày mở ấp hội theo thông lệ, bởi vì bất luận chức quan cao thấp, mọi người gặp mặt nhau ở điện Văn Hoa cũng không cần câu nệ đại lễ, mọi người gặp nhau chỉ vái một cái sau đó ngồi xuống hội họp, cho nên tên chính thức của cuộc họp thường kỳ này là ấp hội. Theo cách nói hiện tại, ấp hội chủ yếu là các lục hoa cấp sự trung báo cáo một số công việc và một vài vấn đề gay gắt mà bộ phận mình quản lý phát hiện cho các đại học sĩ nội các, đồng thời triển khai phê bình và tự phê bình. Cuộc họp hôm nay có chút khác biệt bởi vì đại thủ lĩnh nội đình Ti Lễ Giám Lưu Cẩn cũng đến, hơn nữa lại ngồi ở vị trí đầu tiên. Ba người Lý Đông Dương theo thứ tự ngồi ở các vị trí sau. Trong lòng nhóm lục khoa cấp sự trung kinh ngạc, có điều không dám lộ ra sắc mặt. Hiện tại đại quyền triều chính nắm trong tay Lưu Cẩn, thăng giáng của Bách Quan cũng là do ông ta định đoạt. Khảo hạch chính trị cuối năm, ai giữ chức, ai lên chức, ai xuống đài, chỉ do một câu nói của Lưu Cẩn mà thôi. Khảo hạch cuối năm vừa xong, mọi người lại cạnh tranh vị trí một lần nữa. Ngoại trừ tam đại học sĩ, có thể nói ai ai cũng xem như do Lưu Cẩn bổ nhiệm. Ai dám nói với ông ta chứ không đây. Nhóm cấp sự trung bình thường không thượng triều, có điều bọn họ nghe nói văn võ bá quan trong triều hiện tại mỗi ngày thượng triều tan triều, ngoại trừ lễ bái hoàng đế đều phải vái chào phía bên trái, bởi vì Lưu Cẩn đứng ở đấy. Hiện tại Lưu Cẩn nắm quyền rất chặt chẽ, ông ta thực sự không yên tâm giao mọi việc trong triều cho một tiểu tử chưa lớn, vì vậy rất cần chính và kiêm nhiệm chức thái giám ti triều, đứng bên trái Long Thư Án của chính đức hoàng đế. Cũng may là ấp hội chúng quan viên sẽ không tiến lại bái lạy Lưu Cẩn, mọi người chỉ là vái chào xung quanh, ngồi xuống theo phẩm bậc bắt đầu bàn chính sự. Nếu nói chuyện chính sự, Lưu đại quan nhân vừa mới hùng hùng hổ hổ ra hơn 10 lệnh cải cách nhằm vào lục bộ, mọi người cũng không muốn đề cập thị phi của những chính lệnh này, nhưng nếu muốn nghị chính lại không thể không nhắc đến. Chúng quan viên ngơ ngác nhìn nhau một lúc lâu. Dưới sự thúc giục của Lý đại học sĩ, hộ bộ cấp sự trung Hoàng Cảnh sắn tay áo ra mặt. Ông ta hơn 40 tuổi, mặt đen có ít râu, dáng vẻ giống như một người làm ăn nhỏ, thật thà chất phác. Hoàng Cảnh đứng dậy vái chào xung quanh, dõng dạc nói: Hạ quan chỉ nói hai câu, hạ quan là hộ bộ cấp sự trung, Lưu công công giao cho hộ bộ trách nhiệm nhân mùa đông nhà đông nghỉ ngơi mà tiến hành đo đạc đất đai, nhất là đồn điền các nơi. Hộ bộ đã điều động quan viên địa phương do nhóm bộ hộ khảo hạch quan xuất lĩnh tới các nơi điều đông, Tuyên Phú, Đại Đồng, Diên Tuy, Ninh Hạ, Kế Châu, Thương Châu, vân vân để kiểm tra đo đạc đồn điền rồi. Trước mắt các nơi gần kề như Kế Châu, Thương Châu đã chuyển về tin tức cường hào quan viên tướng lĩnh trong quân đội ở địa phương đích thân là có rất nhiều đồn điền ngầm chiếm đoạt được, khiến cho binh lính không có đất trồng trọt, dẫn đến cuộc sống khó khăn, phải dắt díu vợ con rời khỏi quê quán. Sau khi đo đạc đồn điền, chúng thần kiểm kê ra những đất đai này, lệnh cho quan viên cường hào địa phương nộp cho quốc gia, tăng cường sự khống chế của triều đình đối với đồn điền. Nhưng hạ quan cảm thấy lệnh này xuất phát từ nội đình, lại danh bất chính ngôn bất thuận, những quan viên cường hào địa phương được lệnh phải trả lại ruộng đất đã tham ô, lại mượn cớ bịa đặt chỉ trích Lưu công công chuyên quyền tự ý định đoạt, độc bá chủ cương, vô cùng không ổn đối với thanh danh cá nhân của Lưu công công. Rõ ràng là một chuyện tốt ích nước lợi dân, người được lợi là bách tính thiên hạ, người bị thiệt lại là cá nhân Lưu công công, vì sao nội các không thể đứng ra nhận trách nhiệm này chứ? Lưu Cẩn nghe đoạn đầu còn chưa hiểu, nhưng nghe đến đoạn sau thì mừng rỡ, hóa ra là người của mình, lão đang muốn khiêm tốn vài câu, bỗng nhiên một tiếng cười xì truyền ra từ trong đám người. Lệnh hót. Tuy trong điện nhiều người nhưng rất yên lặng. Những câu này truyền vào tai Lưu Cẩn một cách rõ ràng, sắc mặt của lão lập tức trầm xuống. Hoàng Cảnh nhìn xung quanh, đã tìm được người nói chuyện, lập tức không vui, cười lạnh. Dương đô cấp sứ, điện này là nơi nghị bàn chính sự, xin ngài nói chuyện nhã nhặn một chút đi. Đo đạc đất đai có lợi cho triều đình, có ích cho bách tính, lẽ nào có ai phản bác hay sao?
Dương Thận tài học xuất chúng, nhưng dù sao cũng còn trẻ, chính là lúc bộc lộ tài năng. Những chính trị gia trầm ổn, thành thục không phải là được mài giũa từ những chút nhiệt huyết thiếu niên đó hay sao? Dương Thận vẫn còn chưa từng gặp khó khăn ngăn trở. Hơn nữa, người tiến cử y là Dương Lăng, cha lại là đại học sĩ. Trong các mối quan hệ nhân sự trên quan trường, rất ít khi bị đồng liêu âm thầm ngáng chân, cho nên tính tình vẫn có chút xung động. Y chậm rãi đứng lên mà nói: nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Lửa có thể nấu ăn sửa ấm, cũng có thể đốt nhà làm người bị thương. Chỉ xem ngài dùng thế nào thôi. Đo đạc đồn điền thật sự là một chuyện tốt. Đồn quân hủ bại đã không còn là bí mật nữa rồi, nên thanh tra từ lâu rồi kìa. Nhưng tướng lĩnh đồn quân không tuân thủ pháp luật, cho nên phải tra. Nếu người phụ trách thanh tra cũng không tuân thủ pháp luật, như vậy là giúp dân trừ hóa hay là họa vô đơn chí đây? Hoàng Cảnh làm cấp sự trung hơn 10 năm, một tên tiểu tử mới lớn như Dương Thận, chức quan lại lớn hơn ông ta. Trong lòng Hoàng cấp sự trung đã bất mãn từ lâu, ông ta cười lạnh một tiếng nói: đừng có ra vẻ thần bí, đo đạc đất đai có thể có chỗ nào không hay nào chứ? Sợ những tên tham quan ô lại đó chịu họa chưa đủ hay sao? Dương Thận tu tay áo, giấu ra sau lưng, thản nhiên tự đắc bước đi thong thả nói: vấn đề là hiện tại chỉ vì cái lợi trước mắt thôi. Đồn điền các nơi có bị bóc lột nhiều, có nơi bị bóc lột ít. Chỉ cần tra ra số đất bị bóc lột chiếm đoạt, trả lại cho dân là được. Nhưng triều đình khảo hạch tiêu chuẩn của nhân viên đo đạc này là gì? Là ngài thanh tra được bao nhiêu, thanh tra ra nhiều là công, thanh tra ra ít là tội. Bộ hộ cấp sự trung an đại nhân rồi ngự sử chức đại nhân phụ trách phần lớn thanh tra đất đai. Bởi vì không có vấn đề trọng đại có thể buộc tội, không tìm ra được nhiều đất đai bị chiếm ngầm như thế để tranh công, cuối cùng lại bị quy cho trách nhiệm không làm tròn trách nhiệm và bị tống giam. Thử hỏi, còn có chuyện hoang đường như vậy hay sao? Chư vị, Dương Thận chắp tay nghiêm nghị nói, lúc này những quan viên được phái đi vì thành tích của mình, vì muốn tranh công, nhận được phần thưởng, tùy ý vạch tội quan viên, thậm chí tra tấn thê tử, biên quân, lợi dụng đủ loại thủ đoạn, lấy những đất đai vốn thuộc về biên quân, mạo nhận đất đai bị quan quân chiếm đoạt để giao nộp cho triều đình. Bách tính và binh lính chẳng những không nhận ra được lợi ích thực tế trong đấy, ngược lại càng thêm khốn đốn. Cường hào thân sĩ địa phương thừa cơ bị đặt, kích động gây rối. Đồn quân Liêu Đông Cẩm Châu, Nghĩa Châu mấy ngày trước bởi vì không phát quân lương nên đã làm ầm ĩ, bây giờ lại vì thanh tra đất đai mà phát sinh bạo động. Bọn họ đốt cháy công thự, đánh quan viên, địa phương rơi vào đại loạn. Lòng tốt làm chuyện xấu, tai họa không thua gì sự thống trị tàn khốc kìa. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các tập tiếp theo.